Sao? Hẹn chú ở đây có muốn chuyện không nói chú hả? Chị nói đi, chú nghe nè. Con muốn nói là con không giận chú nữa. Chú cảm ơn con nha. Con mới phải là người cảm ơn chú chứ. Ủa? Chú có làm gì đâu. Nhờ chú mà ba con đã quan tâm con hơn đó. Vậy hả? Với lại là còn ông bà cho con nữa. Trời, nhờ vậy mà con đã vượt qua kỳ kiểm tra rồi đó. Ờ, vậy là tốt rồi. Vậy thì chú có giận con không? Sao chú giận con được? Vậy mình làm hòa nha chú. Chú giận con rồi. Ồ, đâu có. Tại tay chú dơ quá nè. Bắt tay chú á, là tay con dơ theo á. Tay chú dơ hả? Ừ. Vậy thì mình bắt chân đi. Bắt chân? Chú đứng lên đi. Ờ. Là sao? Bình thường chú bắt tay như thế nào? Thì đưa tay ra bắt thôi. Vậy còn bắt chân? Thì đưa chân ra. Đúng rồi đó chú. Ủa, vậy hả? Một lần nữa nha chú. Rồi. Một. Hai. Ba. Quay lại. Rồi, 2, 3, 4. Được rồi, chị vui rồi ha. Chú mà chú vui thiệt luôn á. Chưa vô được ta. Yeah. Không vô được luôn á anh Tùng. Anh phải báo cho em cái em vô chứ. Vô. Trời ơi, vô mất hứng luôn thiệt á. Vô cái đó sao vô nổi trời. Ngao quá. Ê, quán hết khách rồi. Qua đây ngồi nè, làm ly chơi. Cảm ơn.
Tôi không biết uống. Ngộ nha. Bình thường á, cản không cho uống thì một hai đời uống, bữa nay người ta mời thì không chịu uống, sao lạ vậy? Bữa nay mày sao vậy nha? Hay là hôm bữa đập cho đầu cái, giờ bữa nay cái đầu này mày nó tản tản nó mây mây. Mày bảo không à? Nè, đàn ông con trai, thay vì giận tao mà không làm được gì tao, dồn cái tâm sức tỏ tình cho nó đi. Ủa? Nói ra là yêu bé đó hả? Mà yêu mà tỏ tình không được luôn. Ý, bé nó ở chung với anh đúng không? Trời ơi, trời, yêu mà tỏ tình không được, hèn lắm, ta khinh. Đàn ông trai lại đây ngồi đi. Có qua không cho trừ lương bây giờ? Ngồi xuống đi. Mặt buồn hiu. Vô cái nè. Vô cái niềm vui kéo về. Trời ơi. Nè, uống chung ly nè. Cầm ly lên. Vô. Rồi. Đây là lần đầu tiên mày yêu hả? Hỏi xong trả lời. Bình thường á hả, cái miệng tí li à. Bây giờ hả, tự nhiên hỏi thì không trả lời. Ê, tự nhiên yêu vô người ta vậy hả? Nè cưng, đừng nói với chị á là yêu lần đầu nha. Trời ơi, yêu lần đầu tội nghiệp quá. Vô cái yêu lần đầu nè, vô nè, cầm ly lên. Vô. Nè. Trời ơi ông. Thôi, bây giờ về đi. Cái gì? Anh tính nói gì? Anh tính chỉ bảo nó yêu đương hả? Ờ, thì tao không tính đó. Trời ơi, là trời cha ơi cha. Anh làm như em không biết anh chứ. Cuộc đời của anh chỉ có yêu chị Phương là một cái mối tình duy nhất thôi. Mà hôm nay mày đặt đứng ra chỉ nó yêu đương. Kinh nghiệm ở đâu ra mà anh đi chỉ dạy cho nó? Bởi vậy nó gó cái uống cho nó cái nè. Nè, uống nè, uống. Uống đi, tao chỉ cho. Vô đi. Đó. Nè. Riêng anh mày, riêng em, tình trường là đầy. Kiến thức về cô gái là nói chung là vô biên. Ờ, vô biên. Ừ. Nhưng tao chỉ yêu nhất một mình bé Ánh mà thôi. Vậy kiến thức đâu ra? Tôi học lỏm mấy đứa bạn. Hay. Hay lắm. Mày giỏi vậy đó hả? Được rồi, tao chống mắt lên coi mày chỉ thằng nhỏ như thế nào. Một nùi con gái sẽ yêu nó. Vô. Nó không có tôn sư trọng đạo, nó coi thường em. Anh Tùng, tao nói mày một câu này để mày hiểu được cái trình độ của tao nó nằm ở cái tầm nào nha. Một người đàn ông mà muốn cua một người con gái thì trước tiên chứng minh cho người con gái nó thấy được rằng mày là người đàn ông thực thụ, để cho họ cảm thấy họ không có bị dụ. Bởi sao thời buổi bây giờ đàn ông thì nhiều mà đàn thì bà thì cũng không ít. Em nói đúng mà. Ờ thì mày nói đúng, có lúc mà mày nói sai đâu. Ừ. Thôi vô cái đi. Vô cho không khí sôi động đi. Vô. Chiều nay em ơi, chiều nay 100%. Người yêu em ơi, chiều nay nè. Vô. Vô. Công nhận. Ôi. Trời ơi. Anh muốn chết cho nó luôn. Hai vợ chồng làm gì cười quá vậy? Ủa? Còn thắng đâu? Đi về rồi. Ủa sao vậy? Hồi nãy á, nghe lời anh Hào tư vấn, làm theo thiệt anh. Xong bây giờ đi về nhà coi kết quả chứ đi đâu. Nè, mày tư vấn cái bài cho nó phải không? Đấy mày à, tao tư vấn là đàng hoàng. Nhưng mà tư vấn cho nó cái gì? À, hai vợ chồng em phải dùng hai cái điện thoại mới chụp được những cái khoảnh khắc quý hiếm tuyệt vời đó đó. Lấy á, lấy á. Em nói anh nghe, em từ chết với nó luôn. Em cho đại ca coi. Đại ca coi nó kìa, nó có cái tố chất để được những hãng phim con thỏ mời đóng. Quỷ à. Đại ca coi nó uống éo kiểu này. Trời đất ơi, sao mày ác cái đó quá vậy? Em
chết cho nó lụa tiền. Cái mặt gợi cảm đưa cái mặt hết lên chơi. Đúng rồi. Nè, đưa cái mặt hướng lên nhìn đời nè em trai ơi. Đó, đúng rồi, một tấm rồi, bà chuyển qua đây liền, nhanh lên cho tôi. Nè, tạo thế khác em ơi. Đúng rồi, ừ, đúng rồi, đó, hay lắm. Đúng rồi, cưng ơi. Nè, khum xuống một chút xíu, khum xuống một chút xíu. Khum xuống một chút xíu. Không, tăng, 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 tăng. Không sao, làm gì nó mới đẹp. Khum xuống một chút xíu nào. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Trời quá đẹp. Ê, cái đùi nó hơi đen. Mình cũng sắc luôn. Rồi, bây giờ này, để hai cái chân lên đây được không em? Đàn bà con gái có chiêu chụp hình thả thính thì đàn ông mình cũng làm được. Chỉ có điều mình phải chụp hình làm sao cho thật nam tính, mạnh mẽ, khoe hết được sự quyến rũ của mình. Yên tâm đi, có anh và chị Ánh, mày sẽ có một bộ hình để đời. Không chỉ có con bé đó mà đứa nào cũng phải chết với mày. Cha, Thắng giờ này cũng chưa về mà nhắn tin cái gì vậy trời? Chiêu của em đó. Tao phải về nhà liền. Ê, bậy đang vui mà về chi. Không gì là có ai mạng cho ta đó. Nè. Ủa anh Tùng. Anh Tùng. Trời ơi. Bà xã. Gì? Bà nhớ cái chiêu này quen không? Quen sao? Bỗng nhớ hả? Nói gì? Bỗng nhớ tôi gửi clip cho bà tôi uống éo hả? Nhớ không? Sau đó bà mê mệt với cái thân thể body này. Trời, bà đồng ý bà làm bạn gái của tôi và làm đồng ý làm vợ của tôi, bà nhớ chưa? Tỉnh lại. Hồi xưa cũng có nhận được mấy tấm hình, mấy cái clip uống éo của ông. Đúng rồi. Coi xong á, tôi bị ngộ độc. Xong á nhập viện luôn. Ủa mắc gì ngộ độc cái rồi cười rồi nhập viện rồi cười. Hình á, hình mắc ói quá à. Ói 3 ngày 3 đêm nhập viện. Nhập viện nằm ở trong bệnh viện cái ông vô ông thăm, ông chăm sóc. Tôi mới ưng ông chứ không phải hình đâu ơi, mơ quá à. Ê, vậy là cũng có kết quả của nó đúng không? Kết quả là tại vì chăm sóc chứ không phải mấy hình. Ê, không phải mấy hình á. Thôi được rồi, khỏi dẹp, vô đây tôi uống éo bà chút xíu. Dành cho con nay con sẽ hiểu ra còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha con yêu.